trời cả nhà ơi, con gà nè. Bữa nay hai con gà này dữ dằn luôn. Hai con gà này hàng nghĩ cỡ không biết ký nhiêu. Mà hai con gà này mà tới 4-7. Đó. Gần 6 ký luôn á. Hàng không biết ký nhiêu á mà hai con gà này quá sức cả nhà. Nó bự ra nè. Bữa nay mình xé bự bự á. Đó. Là cầm là cạp thôi nha. Đi mua hai con vịt, hàng kêu người ta làm sẵn rồi nó kỳ quá, hàng mới đổi lại hàng lấy hai con gà, kêu lấy hai con gà bự bự, hai con gà, hai gà này không biết nhiêu ký, một quá tao bự rồi, ăn hết rồi cũng đi. Bữa nay hàng đem gà này hàng đem nướng ớt nha cả nhà. Rửa gà cả nhà ơi. Rửa gà đang ướp nha. Hôm nay đem đốt lửa nướng. Nướng xong mình đem lên cái ghe của anh Tâm nè, cái ghe đó mình ăn. Nói hồi mưa một cái âm, một cái là khỏi lên ăn được luôn á. Bữa nay lên ghe đẹp của Trà Vinh quê tôi ăn bữa ơi. Ăn gà này chắc ngon lắm á. Ăn trên ghe bữa nay chắc ngon lắm nha. Là nồi lặt rau. Rau cải. Mình sắc củ hành với tỏi cả nhà ơi, đậm đậm. Đậm nha. Rồi mình ướp gà. Hai con gà này quá cho bự không biết ăn hết. Mình bình bằng là hai con ấy, một nửa con. Còn hết thấy bao nhiêu đây người ta là ăn nha. Ăn một con rưỡi. Vậy là bà nội dành nửa con luôn. Vậy là bà nội riêng bàn là ăn hết một con. Nó bị viêm mà nên nó màu vàng nè. Gà bị viêm nách hả? Ghê vậy. Xong chưa? Bây giờ mình phải móc mấy cái lòng nó ra đi con. Điếm với tỏi. Tại nhiên thôi, đừng tại nhiều quá. Ớt chưa nha. Cái này là ớt nó đã có sẵn muối trong này luôn rồi đó. Ớt sấy nè, bữa nay hàng nướng ớt sấy nha. Ớt sấy nó đã có trong này sẵn rồi. Bây giờ hàng chỉ việc cho bột ngọt. Ít bột ngọt, tại vì hai con gà này bự lắm cả nhà ơi. Nên hàng cho bột ngọt như vậy nha. Cho ít đường. Cho ít tương. Ướp xong rồi thêm dầu ăn nha. Mình chuẩn bị đem nướng á, mới cho thêm dầu ăn. Còn giờ hàng ướp hàng để cho con gà nó thấm vô cái. Đây là gà nướng ớt sấy nha. Dạ, cột lại đi mày. Giờ cái này là muối. Vô đây. Bây giờ mình xẻ ra đi cả nhà ơi. Giờ mình lấy cái dao mình xẻ ra nha. Xẻ nó ra để cho nó thấm. Sợ nó không được thấm. Nghe nó tại con gà này nó bự quá đi. Bự quá, một con vậy hả không biết nhiêu mà hai con này tới 400 450 470 gì đó, 470 mà người ta lấy 450 quen gì đó. Bây giờ thôi đi mua. Không biết có nàng nào mà bán vậy đây không biết nữa. Bớt nữa đây nè, không biết có nàng nào bán cho hai cái anh chàng này vậy đi. Mua có hai cái thang cả nhà. Mua hai con gà chừng 5 ký. Hai con gà khổng lồ luôn. Chết luôn. Phải vậy sao mình không để nó vậy đi. Đúng rồi. Coi kìa. Rồi, hay quá. Còn cái đầu nó sao? Đầu nó hồi mình cột ngoài đi. Kéo ra được không? Ôi ôi. Nó mập mà cái đầu cắt nó ra luôn. Cắt cho hết đẹp luôn. Thì tay cho con khỏi đi về về quê cả nhà. Cái đầu cắt lên trên. Đi về ăn xong mà khỏi đi về về đặng khỏi đi đi làm bình yên của cắt. Sao cái chân nó cắt lộn mấy gì á? Cắt lộn mà thôi. Vậy để vô nó được. Để được không? Để vô luôn. Đi ra.
làm, họ đi về đang họ đi học nghề chứ ở Bình Dương á. Vậy nè, vậy còn vậy đi đó. Rồi để vô cho hai chân ra. Ừ đúng rồi đó. Đây con phải để xuống dưới chút rồi ăn mà mình quay cho nó dễ. Trời ơi gió này mà gió này nướng đập thêm nướng nữa cũng cực cực nha. Cái này phải có 2 kg than rồi chắc khổ nữa. Rồi, cột đi con. Kéo không, kéo cái phao câu nó qua một bên ăn cho nó chín cái phao câu vàng 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 phao câu cho bà nội ăn. Rồi. Ủa, bây giờ mình phải kẹp cái cây không ta? Phải kẹp cây chứ, con sọt cây vô. Vô cái vàng cột nè. Trời, một con gà này ăn mệt à. Hai con là xỉu luôn, hai lần còn có một lần duy nhất dính rồi thiệt là tình đáng tu á. Á gì kia vậy, trời đây ăn cái đi con, đầu nó cái đi dính vô. À, cây xong còn dính cổ rồi. Bà nội chờ cỡ 4 tiếng hai gà này mới chín nha. Đốt nữa than 2 lần. Mấy tiếng mấy trời cậu nói gì là tối hay tối nhưng quá ngày mai về. Con tao đâu. Mấy tiếng gì đó có vậy. Nói gì nó gà. Nhỏ. Gà bư. Gà giật rồi. Gà này nãy thằng nhà chị hỏi làm xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình đem ra ngoài này mình phơi nha. Phơi chút. Mới đem đi cái nướng đó nha. Đó. Phơi cho nó rau ráo cho mình đem nướng. Hỏi đang đốt và than. Đi nướng. Mình thấy cho em bít gió hết vòng vòng luôn á Thoại. Mình canh hai con gà vậy đó, che bít gió hết. Tốn công hả Bi? Nói trai có con trai vợ không được đâu, có con trai có hàng nhà được rồi đó, thấy không đó. Ăn nướng xong rồi đem lên ghe đã ăn được cả nhà ơi. Bữa nay lên ghe ăn được cả nhà, bữa giờ chưa lên ghe ăn, bữa nay nướng vừa chín xong lại lên kéo ghe lại lên ghe ăn liền. Sự thức gà nướng trên ghe, hai con gà nó đang nằm cạnh cái lu đang để phơi đó cả nhà. Bữa nay nha, gà mình nướng mình phơi cái mình nướng nha. Đó, chờ đốt than thì mình nướng gà cho mình phơi gà trước đi. Bữa nào kêu cha chỉ chạy ghe cho mình. Hả? Ừ. Hai con gà phơi nãy giờ cả trời giờ. Giờ đem cái nướng nha. Hai con, một con thiệt, con hết cái lò. Một con đi xa xa ra con. Hết cái lò. Bữa nay Bi với Thoại nướng. Bi lên trên luôn, chứ con ở dưới này làm có được đâu, nóng dữ lắm. Con phải lên ngồi trên gió. Yeah.
cho dầu vô nha. Vậy để cho nó thấm. Mình cho dầu vô thì nó được thấm. Chú cha ơi, bữa nay ai chở chồng tôi đi quýnh cái quả đầu lại sạch sẽ dưới trời, gọn gàng dữ vậy hả anh? Ồ sao em kêu anh đi hớt tóc anh không chịu đi tới giờ giờ ăn gà nướng không? Ăn gà nướng không mày? Ăn gà nướng không? Trời ơi, nhìn lên nhìn hai con gà kìa. Gà ngon lắm nha cả nhà. Đó, đây nè. Thằng quay cho cả nhà xem nha. Đó, chưa. Gà ươm luôn. Sợ thiếu lửa lắm cả nhà ơi, mà không biết sao đây nè nha. Rồi cái cánh thôi. Cánh hơi bị giấy kìa. Đó, hai con gà này. Ngon lắm nha. Quay quay cái thôi. Con gà này bụng quá cả nhà ơi, cho nên nó mình nướng. Nướng thì lửa thì cao, chứ không có nướng lửa thấp. Nãy giờ nướng cũng lâu lắm rồi đó. Hai con gà thịt nó quá dày đi. Đó, mua hai con gà hết biết hai con gà luôn. Con chín rồi. Hai con gà quá đã. Rồi, bây giờ lấy xuống ăn thôi cả nhà ơi. Gà chín rồi, giờ lấy xuống ăn thôi. Xé gà nha. Gà thì chỉ việc là xé thôi. À, một cái đùi. Mở. Ồ, con này cả nhà. Ôi ơi, cái giò nó dài cho mày mấy tấc. Ai vậy? Nóng, nóng, nóng. Nóng, nóng. Nóng, nóng. Chính trời nghe chính. Gà thì mình chỉ có xé. Gà. Gà thì làm đi đây. Thôi, bỏ vô đi, còn ăn đi, còn ăn đi. Chín rồi nè. Còn gà. Ăn đi, cắn đi. Nay Thoại đi về, ăn đi học nghề cả nhà ơi. Cái này Tiễn Thoại đi học nghề nha. Lần này nhớ học nhớ thành công nha. Gà nó giúp chạy cho lẹ lẹ ăn chút nè. Nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi. Nó ngon. Chín hết luôn. Mua không mua vịt chứ mua gà. Câu câu nhỏ xíu bà nội ăn nó đá vậy chứ. Cá ơi. Gì? Cá ơi. Ôi trời, cá ăn hả? Thôi ta để người ta ăn cái trộn cá gì. Trời cho cá ăn đi. Trời cho cá. Này để hồi cho bà nội ăn. Câu câu. Trời ơi bé không không. Ôi cái này bé không mấy. Hồi cầm cạp ăn luôn đi. Cứ nào cầm cạp ăn. Xé bự bự cả nhà. Đã, ăn cho nó đã. Hai con gà này hàng nghĩ cỡ không biết ký nhiêu mà hai con gà này mà tới 4-5-7 á, gần 6 kg luôn á. À, hằng không biết ký nhiêu á mà hai con gà này quá sức cả nhà, nó bự cái nè. Bữa nay hằng xé bự bự á, đó là cầm là cạp thôi nha. Bây giờ cho bé Bình trước nè. Tưởng sấy cái đùi rồi nè. Thấy thèm quá chạy nước miếng quá, thôi cho ăn trước đi. Ngon với Bình. Ngon. À. Bình phải cảm ơn anh Cai. Anh Cai. Ủa?
cột chú chứ, chú Khai. Anh. Chú Khai. Anh chú hôm bữa là nói chuyện với con á, là chú kêu là mua gà cho bé Bình ăn với bé Bằng anh, ăn. Anh. Hả? Ông mời chú Khai ăn. Chú Khai ăn gà con. Cho em miếng ăn. Cho em miếng ngay kìa. Cho em miếng đi. Cầm trong tay rồi đó. Ăn mời cả nhà nha. Ăn ăn gà cả nhà ơi. Đây, một miếng gà ăn nướng rồi nè. Nướng muối, nấu nướng ớt nha. À, ớt sấy. Ngồi đó, ngồi đó được rồi, ngồi đó được rồi. Cả nhà. Mời cả ăn gà luôn nha. Mời cả nhà ăn gà. Mời anh Cai ăn gà. Mời chú Cai ăn gà nha. Bình. À Bằng. Dạ mời cái nhà ăn gà chứ mời chú Cai ăn gà. Chú Cai nói Bình Bằng thích ăn gà nướng hay là vịt nướng vậy đó. À, mua cho Bằng Bình ăn. Anh bữa nay làm hai con gà. Quá sức luôn hai con gà này cả nhà ơi. Ăn cho hết nha. Giờ ăn cái gì đây? Trời ơi, cháp khúc này cho dữ á. Ngồi cháp cái đầu đi. Cháp cơ bay à. Ừ. Ăn cái đầu cả nhà. Chân gà cũng tâm ăn luôn. Ừ rồi, cho em nữa, em gian đi. Cho em miếng coi, cho em miếng coi. Bé Bình hết cái đùi đó. Nguyên chưa mời cả nhà nè, Nguyên mời cả nhà. Hôm nay xuống ra ăn luôn cả nhà ơi. Mát còn gì nói nữa. Nó nắp gì rưỡi luôn. Gà này dai ghê trời. Ừ. Ai không có muối không? Ăn này ăn cơm hết nổi. Ăn gà thôi con khỏi ăn cơm. Trời ơi. Ừ. Ăn thịt đúng không? Đi ăn cái chân con. Bình quất cái chân nha. Anh nằm sớm qua Hải. Anh xỉn anh ngủ rồi cả nhà. Anh ngồi ở nhà ăn luôn. Giờ mình ướp gà mình đỡ xài mình ướp ở đâu mình còn tự nhiên ăn con gà mãi quên bữa nay bên Hải xỉn hết trơn cái ngày cho nên không có ngủ.
con gà này hết nguyên shop bên kia, shop bên này ăn cống hết. Còn miếng cạp luôn con. Đuôi cho ba. Đầy mặt hai gà mà nó mua có hai cái tan cả nướng không chín có được nướng chín đều ừ. Nó chín đều hết tôi ông nè nãy mấy cái rồi không dụ cái hả chút nữa hai con gà ăn chưa hết con nó hỏi rồi chưa qua ăn phụ đi. Ai biểu con gà nó bự quá anh chi. Hai thằng này kêu mà hai này đi mua nè. Bởi vậy nó cho chút nữa đi. Dài quá. Dạ. Nói em cẩn thận mà nội. Để không hẳn dài gì đâu. Em cà chua của nhà mình. Sao? Em khỏi đang suy nghĩ. Cái thùng nó nhỏ mà không thấy luộc nhỏ luộc. Suy nghĩ làm đẩy. Suy nghĩ gì thôi. Thịt không à? Ngon không? Thịt hả? Ngon. Ăn thịt gà. Ở nhà tụi mình phải bằng. Cứ ăn cá. Cá bự cá nhỏ gì cũng cần biết. Để hả? Phải bằng cứ ăn hột vịt. Hai con gà có ăn. Giao mình bé bằng gọi làm nửa con bà nội nửa con còn như thằng Thoa nó thổi bình bi hằng không dịch nổi luôn. Cái đầu dục cái gì anh? Cái này anh chậu hay nè. Bởi có con guốc đây mẹ. Đâu? Mẹ. Thôi giờ từ từ ăn ở nhà. Giờ em nãy sạch lú rồi. Bây giờ phải nhường cho sạch lú để em thôi sạch lú đó mà nó chạy máy đùng 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 rồi không có quay được. Cho nên giờ cũng chiều rồi để cho em ấy sạch lú cái nhà. Giờ thịt lúa mình ăn thì được, mình ăn thì cứ nó đùng 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 á thì ngồi đây ăn được chứ mình quay thì nghe ồn lắm. Rồi giờ thằng chào cả nhà. Rồi chúc mừng ơi.